Quốc Thành xin kính chào quý thân mến. Dạ thì hữu duyên hôm nay thì Quốc Thành có được đến tới trại của ông Hai để trò chuyện cùng với ông Hai. Thì kính thưa ông Hai, thì Quốc Thành được biết đó, thì ông Hai rất là thông về cái lý tâm. Thì xin Quốc Thành xin hỏi ông Hai một câu là tìm cho được chủ nhân ông. Thì theo như ông Hai đó là tìm cho được chủ nhân ông. Chủ nhân ông là cái gì vậy ông Hai? Thì xin ông Hai hãy trình bày cho bà con cô bác được biết. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào mấy chú. Thì hôm nay được cái hân hạnh mấy chú đến đây để hỏi qua một cái câu trong cái lời kinh tiếng kệ. Thì đó là một cái ý nghĩa rất hay, bởi vì trong cái chủ nhân ông này á, thì cái trong cái giáo lý của Đức Thầy á, thì chú cũng có tìm hiểu qua, thì chủ nhân ông là cái ông chủ của chính mình, mà ông chủ đó thì chắc là cũng nhiều cái danh từ mà người ta gọi, nhưng mà chủ lân ông này á, thì nếu mà nói trong trong cái kinh á, là coi như là nó là cái Phật tánh của chính mình. Bởi vì Đức Phật ông có nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, mỗi chúng sanh đều có tánh Phật. Thì cái tánh Phật á, thì trong cái tôn giáo mình gọi đó là chủ nhân ông, là ông chủ của chính mình. Mà mình muốn tu để giác ngộ á, làm sao á, mình phải tự khám phá ra ông chủ của chính mình. Mà nếu mà nói hơn cái tên mà ông chủ chính mình, mà cái người mà ta tìm nhận được ông chủ chính mình, là tất nhiên người ta tìm được ông thầy vô sư trí của chính mình. Mà cái người mà tìm được cái ông thầy vô sư trí chính mình là chính là chủ nhân ông chính mình, là người đó thông đạt hiểu biết tất cả những cái gì về quyền cơ trong Phật pháp. Thành thử ra trong cái vấn đề đó thì anh chỉ biết qua một cái vấn đề đó, thì nói đúng ra nói thông đạt hiểu về hết quyền cơ của Phật pháp, thì nói đúng ra anh nói thì trong cái nói của anh là trong cái biết của anh nó đi đôi, cho nên cái biết của anh thì nào ngay nó cũng còn cạn hẹp. Còn nếu mà nói mà hiểu tất cả thì anh cũng chưa dám nói là hiểu tất cả, nhưng mà phải hiểu, hiểu về quyền cơ của Phật pháp. Thí dụ cái lời của Đức Thầy ông nói cái câu nói đó, thì mình hiểu cái cơ quyền, cái ẩn ý gì mà Đức Thầy ông nói trong cái câu nói đó, thành thử ra anh hiểu được cái đó. Thành thử ra cái đó thì khi mà anh hiểu rồi á, thì cái tâm nguyện của anh là anh muốn san sẻ cho mọi người cùng tu với nhau, cùng hiểu biết với nhau. Cho nên cái câu mà Đức Thầy ông nói là ráng tìm cho được chủ nhân ông, còn ẩn lánh trong dòng xâm chấp, ai mê tâm thì nghe qua không thủng. Thành thử ra phải tìm cái này ta chỉ lối đường. Thành thử ra cái đó là cái lời mà Đức Thầy ông thường cân nhắc cái người đệ tử trong cái môn đồ. Thành thử ra hôm nay thì cái chủ nhân ông đó thì nó đúng ra nó cũng không có gì khác lạ, tất nhiên là mình tìm được cái chỗ chân thật của chính mình. Một cái chân thật đó nó lưu xuất từ cái tự tâm thanh tịnh của mình ra. Thí dụ thấy, nghe, nói, biết một cách rõ ràng, nghĩa là nói những cái gì biết trong cái tự tánh giác ngộ hiểu biết của mình, chứ nói không có suy nghĩ bằng ý thức. Thành thử ra cái đó là anh chỉ nói vậy thôi. Còn cái vấn đề mà mình suy nghĩ bằng ý thức thì cái thức, tự cái thức biến nó sanh ra. Thí dụ nó thăng ra những cái sự giống như là mộng mị chiêm bao vậy đó, rồi mình thấy cái đó rồi mình nói theo cái đó là tất nhiên nói trong cái thức vẫn. Còn anh thì anh tìm được cái chỗ đó là cái chỗ chân thật, cho nên cái thấy biết của anh là cái chân thật. Anh biết cái gì anh nói cái nấy, còn cái nào anh chưa biết là anh chưa biết. Thành tựu ra cái thấy của anh nó vậy đó. Rồi thôi, cũng như cái đài đó là cái chủ nhân ông, là tìm lại cái tự tánh thanh tịnh vô sư trí của chính mình, là cái đó là không học mà thông. Thành tựu ra cũng như anh tìm được cái đó, nhưng mà cái đó là anh mới tìm nó lé thôi, cũng như anh biết một góc độ nhỏ thôi. Nói vậy đó. Thì cái đó là theo anh nghĩ rằng cái phúc duyên của anh là chắc có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp anh đã có tu rồi, thành thử ra hôm nay anh mới nhận được cái chỗ đó. Thì thử ra anh biết được cái chỗ đó là lúc nào anh cũng cống hiến cho mọi người cùng hiểu biết với nhau. Cho nên mình muốn hiểu biết về cái chỗ đó đó, cần phải coi cái giáo lý của Đức Thầy mình cho kỹ. Bởi vì cái giáo lý của Đức Thầy mình là một cái quyển kinh, thành thử ra ổng rút trong các lực các kinh của Phật Thánh Tiên đều rút ở trong đó. Thành thử ra những cái chỗ mà ông chỗ chỉ cái chỗ trọng yếu đó, mình tìm được cái chỗ trọng yếu đó, mình tu thì mình thấy cái sự mà cái con đường mà giác ngộ giải thoát nó dạt à, các bên à. Còn nếu tìm không đó là coi như là mình tu quanh, mà tu quanh đi vòng hoài á, thành thử ra khó mà hiểu biết được chính mình. Thành thử ra anh may mắn được cái chỗ đó. Cháu cứ hỏi tiếp đi. Dạ thì trong giảng thầy đó có một câu như thế này nè ông Hai, là giống vi trùng thường đục khỏi tim. Cái giống vi trùng này thường đọc phổi tim này, có phải là do bây giờ giống vi trùng là những cái con virus mà hiện tại đang xuất hiện biến chủng mới đó ông Hai, là thường vô trong đục vô phổi với tim không à? Thì theo như ông Hai thì cái lời đó có phải là giống như hiện tại bây giờ ở ngoài Sài Gòn Bình Dương này có những con virus mới không Hai? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái đó cháu nói như vậy thì chắc có lẽ là nó cũng có một phần đó, nhưng mà trong cái vấn đề mà cái câu mà Đức Thầy ông nói là giống vi trùng thường đục phổi tim, là cái đó là cái nó có cái ẩn ý như thế này nè. Bởi vì cái người tu á, mà mình không có hóa giải được một cái là cái tam độc của chính mình đó, là độc tham, độc sân, độc si. Tam độc này nè, nó mới là nó đục ở trong cái tiềm ẩn ở bên trong mình đó. Thành thử ra cái đó là sự hành đạo mình không bao giờ mà mình đạt được cái đạo. Cho nên mình muốn đạt đạo là trước hết là mình phải giữ thân khẩu ý mình cho nó thanh tịnh. Thì thân khẩu ý mình thanh tịnh đó, thành thử ra nó không có sanh ra những cái điều mà vọng tưởng ha, sằng bậy. Thành thử ra từ cái chỗ đó mà mình tu hành nó mới được. Còn nếu mà ta không có làm chủ được thân khẩu ý, thành thử ra cái vọng thức của ta nó khởi lên, nó đòi cái này, nó muốn cái kia, nó thích cái nọ, thì nó dẫn dắt ta đi hoài trong cái sự ham muốn. Mà ham muốn nhiều chừng nào thì ta đi trong cái luân hồi nhiều chừng đấy. Cho nên cái đó là cái ý là cái độc tham, độc sân, độc si đó, đó là vi trùng đó, nó thường độc phổi tim của mình đó. Còn nếu nếu mình không biết đó, thì coi như là mình không có để mà mình đã khắc phục được nó, thì mình để nó rồi kia nọ nó dẫn dắt mình, thì càng ngày thì nữ ra nó đục mình, nó trở thành cái ung thư là coi như bất trị, là mình phải chịu luôn. Thành thử cái đó là ý trong cái lý đạo á, là nó cái chỗ đó đó. Thưa chú hai, như là câu hai nói là tâm không bóng sớm trưa dễ biến, chánh tà nên tự chuyển lấy tâm. Như tâm không bóng là nó sao, gọi là tâm sao? Tâm không bóng là cái tâm mình không sáng nữa. Bởi vì khi mà cái tâm mình nó bị nhiều cái chướng duyên nó tạp niệm đó, làm cho cái tâm mình nó lu mờ. Thành thử ra từ cái chỗ đó là cái sự tu mình nó khó mà đi đến cái chỗ mà cái thành công theo ý mình mong muốn lắm. Thành thử ra trước hết là coi như là mình phải thấy được cái tâm mình làm chủ cái tâm mình, thì cái con đường hành đạo mình nó mới đi theo cái mục đích mà mình mong muốn, nó mới thành đạt được. Cho nên cái đạo mà mình muốn đạt được cái lý đạo á, là trước hết là cái tâm, là mình làm chủ cái tâm. Mà cái người làm chủ cái tâm rồi bắt đầu mới ngộ ra cái tánh, là cái tánh chân như, cái thể đó là nó không sanh không diệt, ngộ được cái đó đó, thành thử ra nó mới là đi trên con đường hành đạo, thì nó theo cái sự mong muốn của mình đó, nó mới thành công, là ý anh nói vậy đó. Thì múc hỏi tiếp đi. Thì kính thưa ông hai, thì bên cậu hai á, cũng có nói một câu là khắp Bắc Nam chín giờ một mình, lộ không ngừng nhà bích mở ra. Là theo như ông hai đó, là cậu hai là muốn chỉ vào cái thời điểm nào và ra sao mà cậu hai lại nói vậy, theo như ông hai là như thế nào? Thì cái câu đó là chắc lẽ là cậu hai cũng có lộ chút quyền cơ gì đó, mà theo như huynh thì ở ngay cái phần đó thì chừng nào cơ nó ra huynh thấy mới biết, còn cái này huynh chưa thấy, thành thử ra không dám đoán mò, không dám nói, thì cho qua câu khác đi. Hỏi thêm một câu này cho huynh. Trong Đức Phật có nói là một chánh định chúng dân ai là hỡi, cho hồn linh cai quản cho thân á, lấy dân dân và tánh đồng đồng mới có được mong về cực lạc. Thì bây giờ một chánh định là mình định như sao, bây giờ cái sự tu của mình định như thế nào, nói cho bà con cô bác cho biết. Cái một chánh định đó là cái ý là nó thuộc về thiền định mà Đức Thầy ông thường nói đó, lấy thiền định đặt làm thể, trí huệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Thì cái một chánh định đó, mà nếu mà cái người mà tu đó, mà cái tâm mình nó trong sạch á, thì mình định mới được. Còn cái tâm mình nó còn nhiễm ô thì không bao giờ định được. Nói dễ chứ thật ra là nó khó. Cho nên cái gì cũng vậy, nếu mà mình muốn đạt được cái tông chỉ mà cái lời chỉ dạy của thầy á, thì mình phải tu cái cách nào là để mình biết mình làm chủ cái tâm mình. Làm chủ cái tâm mình thì cái tâm lăng xăng lộn xộn nó không còn nữa, thì lúc đó cái sự tâm nó an định rồi mình mới là mà mới hiểu được những cái lời thầy nói. Cái một chánh định là một rất là quan trọng. Thành thử ra cái đó thì nó thuộc về cái lý thiền. Thì bởi vì thầy mới nói là thiền định đặt làm thể đó, thành thử ra cái đó là thiền. Mà ngày xưa thì các vị mà coi như là người ta ngộ đạo là nhờ tu thiền đó, là cái thiền đó là rất quan trọng. Mà thiền của chánh tông của Đức Phật kìa, thành thử ra nó mới đúng. Còn những cái thiền mà trên sách vở rồi đó, là cái đó là kinh dịch, người ta dịch ra thì nói về cái thiền tiểu thừa. Thành thử ra có thể là cái người nào mà người ta thông hiểu về đôi nét về đạo thì người ta đều dịch được hết. Nhưng mà cái dịch đó thì đạo ngay nó không có đúng với cái tông chỉ của Đức Phật truyền. Mình làm sao mà mình tu mà cái được gặp được cái chánh pháp mà của Đức Phật truyền á, theo cái dòng thiền tông á, thì cái đó là mới đúng chánh tông của Đức Phật. Thành thử ra mình tu cái đó là nó mau đem sự kết quả cho mình, nói vậy đó. Dạ kính thưa chú hai, như là Đức Thầy nói câu là lời dân thô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật,
Thưa chú hai, vậy là dân thô ý kiến chẳng cao là nó như thế nào, mà nội quan cảnh là sao mà tâm vô kỳ vật, làm sao mà cái tâm mình không có vật được, xin trải gì Thì cái tâm vô kỳ vật là tất nhiên cái tâm trong sáng, tâm đó nó không có nhiễm một bụi trần nào hết. Thì cái lời văn thô, mà khi cái tâm của mình nó loạn động rồi á, thì cái lời nói mình nó thô lắm. Còn khi mà cái tâm mình nó an định rồi, cái lời nói mình rất là trong sáng. Thì cái chỗ đó thì nó đúng ra cái người mà người ta ngộ đạo á, người ta hiểu được cái chỗ đó. Còn như đối với huynh đây á, thì nào ngay cái chữ đạo thì đối với huynh nó rất là rộng lớn, nhưng mà huynh chỉ hiểu một góc độ nhỏ thôi, thành thử ra huynh san sẻ như vậy đó. Đó vậy. vậy? Thưa huynh, như là cái thường thường ta nói là bổn lai vô nhất vật, là bổn lai là cái gì nhất vật? Cái bổn lai là cái tự tánh thanh tịnh của mình đó, nó vô nhật vật là tất nhiên nó không có nhiễm trần, nó không có mê trần. Thì nó đúng ra trong cái đạo Phật á, thường thường hay chỉ cái đó là cái chủ thể của mình, tánh bổn lai hay là tánh chân như hay là cái thể tánh thanh tịnh hay là cái gì đó, thì thường thường chỉ mình cái chỗ đó là cái con người mà muốn tu mà đi đến cái chỗ mà kiến tánh thành Phật á, thì con người phải nhận ra cái tánh bổn lai. Thì cái tánh bổn lai mình á, còn nếu mà ta không có nhận được cái chỗ đó thì chắc thì ta bị cái tâm ta đó nó khởi vọng, thành thử ra nó sanh ra những cái điều vọng tưởng, nó sanh ra những cái điều suy nghĩ, nó làm chúng ta đi vòng vòng à, chứ nó không có trở về ra cái chỗ đó. Thành thử ra cái phương pháp của nhà Phật á, thành thử ra dạy mình á, mới tiến lên cái con đường giác ngộ giải thoát á, là phải thiền. Thiền cái tâm mình nó định á, định rồi mới nhận ra cái tánh bổn lai, còn tâm mình vừa định thì nhận không có được. Nó vậy Tôi để trở lại đó. mấy cái này tôi huynh bây giờ trở lại ha, nãy giờ mình nói dần dần mình nói tâm nữa, trở lại cái hiện tại đi, mà Đức Thầy nói là cảnh thế tạo càng ngày thỏa mãn nó giống như trùng thuyền đục khối tiên đến cơn đau phương trúc hải tiền gặp biến thức qua đà lai thế, như vậy là cảnh thế tạo là như thế nào, rồi giống như trùng là sao, rồi trong đó gặp biến thức qua đà là như thế nào, nhờ huynh giải đó Thì cho tôi hiểu rõ qua. cái cảnh thế tạo là cũng như là mình không biết cái vấn đề mà coi như là luân hồi quả báo đó, thành thử ra trong vấn đề trong cái cuộc sống mình đó, mình tham theo cái sự nhu cầu cần thiết của mình đó, thành thử ra mình làm những cái điều mà gây nên tội lỗi mà mình không biết, thành thử ra tự do mà khi mà cái nghiệp quả nó đến rồi á, thì nó cái nghiệp quả nó trả nhiều cách lắm, có lắm khi nó trả bằng cách là làm cho mình bệnh. Thành thử ra khi mình bệnh đó thì mình muốn cái giải nghiệp đó thì mình cầu cho được qua đà đó, qua đà mới giải cái nghiệp mình mới được. Thành thử ra cái ý nó vậy đó, là do nơi đâu, là do nơi cái là cái tâm mình á nó chưa có được trong sáng, thành thử ra mọi sự việc về nhân quả mình không biết gì ta đó, chỉ mình chạy theo cái lòng ham muốn mình không à, muốn cái gì mình làm cái nấy, mà trong khi đó mình thọ nhận nhân quả mà mình không biết, mà khi cái quả nó hình thành rồi nó làm cho con người mình bệnh. Thì chỉ có cái nước là cầu qua đà biển thước trị mà thôi, chứ ngoài ra không có ai mà trị được hết. Nói vậy. Kính thưa chú hai, cũng như là không biết là hiện giờ mình nói chung là đang bệnh dịch bệnh Covid này kia đó, nó cũng có nổi lên đợt hai à, nhưng mà Đức Thầy nói cái câu này không biết có ăn vô hay không, là Đức Thầy ông nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, thưa chú hai như là có ăn vô cái câu giảng Đức Thầy không? Có chứ, cái đó là câu giảng Đức Thầy là ông tiên tri trước đó. Thì tất cả những cái gì mà đến cái thời buổi này, cái thời buổi là con người phải chịu trải quả, thành thử ra tất cả những cái bệnh dịch hay là những cái sóng thần, cái động đất, cái gì nữa, đó là cái nhân quả là người, thì con người là lúc này là phải trả. Cho nên cái lúc này á, mình phải thức tỉnh, mình lo mình tu mới được. Mình tu chứ để cho mình thoát khỏi cái ta bà lắm khổ này cho mình mới thoát, chứ trong cái quả địa cầu này tới ngày trả quả ở trong này là phải chịu thôi. Cho nên Đức Thầy ông mới dạy mình cái phương pháp mà để thoát ra, ông nói là luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra, là sáu nẻo luân hồi là trong cái cõi mình đây nè, ví dụ cõi mình, cõi trời, cõi Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là trong cái cõi này, là trong cái quả địa cầu này. Thành thử ra mình phải tìm con đường mình thoát ra mới đã an toàn. Còn nếu mà trong cái thời này mình chần chờ rồi á, thì tới cái ngày có cái gì á, nó cũng có cái ngày sự biến hoại, hoặc là cái gì đó thì phải, con người mình phải chịu khổ ở trong cái này. Cho nên bây giờ là cái thức tỉnh tu là nó cho nó kịp nha, chứ không thôi là cái đó là cũng như tất cả những cái gì Cảm á, ơn là ông hai. là thức tỉnh cho mình đó, là cái cực kỳ sàng lọc đó. Thưa chú hai, như là thưa chú hai, như là theo chú hai nghĩ như bây giờ mình tu vẫn còn kịp không chú hai? Kịp chứ.
Bởi vì ăn thua cái sự mình thức tưởng mình quay đầu, bởi vì câu người ta nói là quay đầu là bờ. Mình không chịu quay đầu là coi mình phải chịu thôi, quay đầu là bờ thôi. Vẫn còn kịp. Dạ thì ông hai ơi, thì cũng có vài bà con cô bác đó, trước kia cũng vậy, ở bên đạo Cao Đài đó, có người hỏi là khi mà sàng lọc xuất hiện đó thì mình trốn ở đâu, thì mình nói người ta nói là trốn ở cái đám đậu nành, còn bên Hòa Hảo thì người ta nói là trốn ở dưới bàn thông thiên, thì theo như ông hai là trốn ở đâu? Thì theo cái nếu mà mình trong cái con nhà Phật á, thì mình trốn trong cái chữ lục tự á, chữ lục tự trì tâm bất diễn thì long nguy có kẻ cứu mình, thì mình trốn trong sáu chữ A Di Đà đi. Khi cần thiết thì có thầy được cái trợ giúp, nói vậy thôi. Còn ông hai ơi, thì con nghe nói đó, là khi mà cuộc sàng lọc xuất hiện đó là trời đất nó tối hết trơn hả ông hai, hay là như thế nào ông hai? Cái đó là cái sự biến đổi của trời đất. Thành thử ra thì trong kinh đó thì cũng nói có vấn đề mà sự tối trời tối đất hoặc cái gì đó. Thành thử ra thì cái đó thì nói thì mình biết vậy thôi, nhưng mà thật ra mình chưa thấy, thử ra mình chưa dám bàn. Thầy nói mà, thầy nói 7 ngày đêm mình lo chị chăng mà, thầy đúng nói rồi, phải có chứ. có, nhưng mà mình chưa tới, mình đâu có biết đâu. Mình Thì không mình biết tin tưởng là mà. thầy là phải có như vậy thôi. Nói vậy. Thì nãy giờ con nghe ông hai nói về cái chữ tâm đó, thì mà con cũng chưa có rõ là cái chữ tâm nó như thế nào, thì ông hai có thể giải thích rõ cho con là tâm là như thế nào không hay? Bởi vì mỗi con người ai ai cũng đều có cái tâm, nhưng mà trong cái tâm á thì coi như là nó duyên hợp đủ thứ hết trơn á, bởi vì có gọi là cái tâm ô tạp đó. Thành thử ra cái con người á, mà có cái tâm, nhưng mà trong đó nó có cái chân tâm thanh tịnh và cái tâm đó, tức là cái tâm tâm vọng trần đó, cái tâm mê trần, nó nhiều thứ tâm hỗn hợp lắm. Nhưng mà mình phải tìm cho được cái chân tâm á, chân tâm thanh tịnh của chính mình á, thì coi như là mình mới nhận ra chỗ đó, rồi mình tu hành nó mới đem sự kết quả cho mình. Còn nếu mà nói cái tâm mà để mổ xẻ ra thì nó đúng ra cái tâm là cái do nhân duyên hợp của con người đã hình thành một cái thân con người, có con người là có tâm, mà cái tâm đó là coi như là nó thể hiện nơi thân của con người. Thành thử ra ai cũng đều có cái tâm hết á. Thì cái tâm á mà coi như là mình ở đây mình còn nhiễm trần, mình mê trần cái gì, là tất nhiên cái tâm mình nó hỗn hợp. Thành thử ra mình phải biết, mình phải ráng tu, mình ráng niệm Phật hay là mình thiền định gì đó, để mình nhận ra cái tâm thanh tịnh của mình á, cái chân tâm thanh tịnh của mình nó không có mê trần, nó không có nhiễm trần. Cái tâm đó đó thì nó mới là giúp cho mình á, để mà trên con đường để mà giác ngộ giải thoát, để mà thoát ra cái biển khổ sông mê này mới được. Còn nếu mà mình nói mình có tâm mà mình không nhận ra cái tâm mình thì cũng không làm gì được á. Mình phải nhận ra cái tâm mình. Bởi vì Đức Phật có nói là mọi sự gì cũng đều do tâm. Mà giờ mình cái chủ định mình muốn cái gì thì tất nhiên cái tâm mình nó có cái ý là chủ, là cái ý muốn đó, là cái tâm mình nó muốn. Mà muốn cái gì thì mình cương quyết cái nấy thì nó sẽ thành tựu như ý của mình. Đó là cái tâm đó. Thì ai cũng vậy đó. Còn nếu mà mình có cái tâm mà mình cái ý của mình muốn, ví dụ cái gì mình muốn là thì không có thành cái gì hết trơn á, phải có cương quyết mạnh mẽ. Muốn cái gì là phải thành đạt cái nấy, là tâm là ý đó, ý là chủ đó, ý muốn của mình đó. Nói vậy đó. Thứ hai như là Đức Thầy nói câu là Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Vì là trong não trí mình nó có cái tâm hay sao, có Phật hay sao? Thì cái đó là Đức Thầy ổng nói là để ổng cũng thức tỉnh cho mình á. Là vì mỗi con người nó có cái tâm, là coi như là cái tâm nó có nhiều cái tên gọi, tâm trí, rồi coi như là tâm não, hay là tâm thức, hay là cái gì đó. Nhưng mà cái chỗ là coi như là trong cái tìm ở trong não trí đó, thì cái đó là mới đúng mới rõ. Bởi vì tất cả những cái phương tiện mà pháp môn á, mà coi như là thầy tổ mình ông chỉ á, là ông mượn lời kinh tiếng kệ ông nói, nhưng mà cái chỗ đó ông không có nói được. Cho nên ông cầu hai thanh sĩ ông mới nói câu nói này: tìm Phật á, là tìm trong não trí, chứ đừng có tìm trên sử trên kinh. Bởi vì sử kinh là cái phương tiện để chỉ cho mình, để nhận ra. Cho nên á, muốn nhận ra là trong não trí của mình á, thành thử ra mới tìm trong não trí mình. Mà muốn tìm não trí của mình, mà muốn tìm nhận ra cái chỗ đó, là mình phải tu cho cái tâm mình nó thanh tịnh đó. Thanh tịnh là tất nhiên cái vọng, cái khởi của cái não bộ của mình á, thành thử ra nó an nhiên, nó tự nhiên,
thì nó mới sanh ra trí huệ. Sanh ra trí huệ thì cái đường tu mình nó mới thành công. Còn nếu mà mình tu mà mình biết tâm và trí của mình như vậy mà mình không có phát huy, mình không biết tu cách nào, thì cái não mình có vẫn là cái não vậy thôi, chứ nó không có sanh trí huệ được. Thì sanh trí huệ là mình phải biết cách tu, tu cho nó đúng cách đó, đúng cách cho lời Phật dạy, thì từ từ cái tâm mình nó an định được sanh ra trí huệ. À. Thưa chú Hai, cũng như là ông trong kinh Kim Cang đó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, và ông Lục Tổ nghe qua liền vừa là mở mang là kiến đắc. Nhưng thưa chú Hai, cũng như là ưng vô sở trụ là sao, mà nhi sanh kỳ tâm là sao? Cái câu mà Đức Lục Tổ ông chứng đắc cái câu đó là cái câu đó câu kinh Kim Cang mà một cái vị thầy mà người ta giảng cho ông nghe đó. Rồi tới cái câu cuối cùng là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, là lúc đó nó ông quát nhiên ông đại ngộ ngay cái lúc đó. Là cái đó là cái cũng như sáu cái căn của mình, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, ngài không có trụ vào một cái căn nào hết, nhưng mà ngài vẫn biết đây là cái chức năng hiểu biết của con người. Nhưng mà cái chỗ mà cái ngài mà coi như là tìm cầu chân lý thì nó không có nằm ở trong này, cho nên ngài không có trụ vào cái chỗ này. Gọi là ưng vô sở trụ là không có trụ vào một cái căn nào hết. Thành thử ra từ chỗ không có trụ đó, cái tâm nó mới là thanh tịnh, nó mới rỗng lặng. Rồi thành ra từ cái chỗ ông ngộ đạo là ngay cái chỗ sáu căn đó. Ông biết cách làm chủ sáu căn, mà hơn nữa là ông không có trụ trong cái căn. Thành thử ra từ cái chỗ căn trần nó không có kéo ông được. Thành thử ra ông mới làm chủ lục căn. Thành thử ra từ chỗ ông thanh tịnh mà ông ngộ đạo. Đó là cái chỗ đó. Cũng như chú Hai ơi, như là chú khuyên bà con. Ráng tu đợt này như là tìm cách nào cho nó qua khỏi cái đợt dịch với cái đại nạn sắp tới. Nghe nói là cũng ghê gớm lắm, như cậu Hai nói là cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chứ không như thường sự bấy lâu, đổi thay khắp hết địa cầu, không riêng một giới một châu bớ người. Như vậy là mình tu chắc này là mình ngay giờ mình phải tu liền hay sao? Như mình khuyên là cho bà con ráng tu đó, mình tu niệm Phật hay sao đó, để cho mình thoát khỏi đại nạn tới. Thì trong cái thời điểm này là cái thời điểm cấp bách, cho nên cái kiếp làm người của mình đó, nó là do